Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8 năm 2020 đánh dấu mốc son 75 năm truyền thống của ngành giao thông vận tải, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2020. Kế thừa truyền thống sáng tạo liên tục trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, ngành giao thông vận tải Hưng Yên luôn thể hiện bước đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương với công cuộc đổi mới trên mọi nẻo đường. Thời gian qua, ngành giao thông vận tải đã có những chuyển biến tích cực, tranh thủ thuận lợi, thu hút đầu tư và khai thác tối đa các nguồn lực để xây dựng, phát triển và quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Sự liên kết, phối hợp, quy hoạch đầu tư trong việc phát triển hệ thống đường giao thông từ tỉnh đến hệ thống giao thông nông thôn ở khắp các xã, huyện, thị trấn đã được mở rộng, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại. Giai đoạn 2011-2020, toàn tỉnh đầu tư được khoảng 1.700 km đường giao thông nông thôn các loại, tổng kinh phí đầu tư khoảng gần 4.500 tỷ đồng và trên 100.000 ngày công lao động. Cải tạo nâng cấp 189 km đường huyện, 14 cầu cải tạo, nâng cấp 241 km đường xã, đường trong thôn xóm, trục chính nội đồng là 621 km. Qua đó, hệ thống đường giao thông nông thôn đã tiếp cận tiêu chí giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu vận tải đi lại của nhân dân, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Trong năm qua thì huyện Tiên Lữ thì được sự quan tâm của tỉnh, sự đặc biệt quan tâm của huyện, thì huyện Tiên Lữ đã tập trung và đầu tư được các cái tuyến đường giao thông nông thôn nội đồng và cái đường trục thôn trục xóm, thì về cơ bản thì đạt được các cái tiêu chí về giao thông nông thôn. Kết cấu hạ tầng giao thông đã có sự phát triển vượt bậc, nhiều công trình quan trọng, thiết yếu được đưa vào sử dụng như tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình và cầu Hưng Hà, cầu La Tiến, đê tả sông Hồng, sông Luộc. Tuyến đường Vành Đai 3, 5, Vành Đai 4, Hà Nội đã được quy hoạch triển khai đầu tư xây dựng. Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 38, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 376, đường nối trục kinh tế Bắc Nam tỉnh Hưng Yên với đường tỉnh DT281 tỉnh Bắc Ninh. Các dự án trên các tuyến DT386, DT382, đường trục kinh tế Bắc Nam, cùng với đó là nhiều đường huyện, đường giao thông nông thôn đã được nâng cấp, cải tạo thành một mạng lưới hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông khá bền vững và phát triển, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 145 trên 145 xã đạt tiêu chí giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, ngành giao thông vận tải Hưng Yên tiếp tục tham mưu cho tỉnh xây dựng quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh đến năm 2020 và định hướng 2030 nhằm khai thác tốt các tuyến đường giao thông lớn của quốc gia, của vùng đi qua tỉnh như tuyến đường Vành Đai 3-5, đường Vành Đai 4, đường nối Vành Đai 5 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, các nút giao kết nối với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đầu tư giai đoạn 2, tuyến đường bộ đối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Thì trong cái thời gian tới thì đối với ngành giao thông vận tải chúng tôi thì tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban tỉnh triển khai thực hiện cái giai đoạn 2 của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình, và triển khai các cái tuyến đường vành đai 3/5, vành đai 4 và tuyến đường nối vành đai 5 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, và triển khai các cái nút giao của đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường vành đai 3/5 và cũng như là quốc lộ 38 nút giao Tân Phúc, và triển khai đầu tư cải tạo nâng cấp các tuyến đường tỉnh 379 mở rộng để nâng cấp thành quy mô của đường cấp 2, và cũng như là triển khai các cái tuyến đường giao thông quan trọng khác của tỉnh. Hơn 20 năm tái lập tỉnh cũng là thời điểm đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Khoảng thời gian đó, ngành giao thông vận tải Hưng Yên luôn thể hiện vai trò là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, tìm bước mở đường, tạo những huyết mạch để phát triển kinh tế và lên nền tảng tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.